Trường hợp hàng xóm hát karaoke gây ồn ào thì người dân cần trình báo cơ quan nào xử lý? Pháp luật quy định hộ gia đình, cá nhân không được gây tiếng ồn ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh. Việc gây ồn vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và phải chịu xử lý hành chính theo quy định. Trường hợp nếu hàng xóm hát karaoke làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép đối với tiếng ồn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường thì có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 160 triệu đồng tùy vào mức độ vi phạm. Trong đó, giới hạn tối đa cho phép đối với tiếng ồn được quy định như sau. Tại các khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác, giới hạn tiếng ồn trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ là 55 dBA và trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 6 giờ là 45 dBA. Tại các khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính, giới hạn tiếng ồn trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ là 70 dBA và trong khoảng thời gian từ 21 giờ đến 6 giờ là 55 dBA. Do đó, trường hợp hàng xóm karaoke gây ồn ào, ảnh hưởng xấu đến mọi người xung quanh thì cá nhân bị ảnh hưởng có thể gọi điện thoại đến trực tiếp hoặc là làm đơn phản ánh gửi tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Công an xã, phường, thị trấn tại nơi mình sinh sống để yêu cầu giải quyết. Việc yêu cầu cũng có thể làm đơn tập thể nếu những hộ xung quanh có chung ý kiến với nhau. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Công an sẽ cử người có thẩm quyền đến kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Thư viện pháp luật, loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu.